Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Như mình hai vợ chồng chuẩn bị đi lấy cát về để mà trồng hoa đi. Thấy cái hoa để em tí nó lên đây, tí nó lên lấy cát quay mọi người xem nha. Tới nơi lấy cát đấy cho mọi người. Ôi à, ở quê mình có mỏ cát trắng ạ. Đấy, lấy về để trồng cây, hay lấy cây cảnh về. Mọi người thấy chưa, cát quê mình bạt ngàn xa đưa để lấy về để thay lại cho cây cảnh về, thấy đi hướng này. Ui mình thì cát trắng mênh mông đá hồ bãi tị. Quay cho mọi người xem nhá, cát trắng mênh mông. Cát trắng luôn mênh mông mọi người. Cái huyền mới hồ mở ra chắc đấy bãi cát trắng luôn. Bãi đấy là bãi nguyên còn huyền dưới này. Huyền phía dưới nha mọi người. Ôi cát trắng đấy thì mênh mông sự sợ dùng hết. Vừa mình đang xúc cái thấy cả nhà thấy chợ lên chợ về nữa là rồi bên này sụp rồi nhá cả nhà. Rồi quay chừng cho cả nhà xem nhá. Xin kết thúc video đấy nghe. Xin chúc mọi người sức khỏe bình an thành công trong cuộc sống này.